Chào tất cả mọi người. Mình nghĩ là nếu mà các bạn mà là một người thợ sửa chữa hoặc là một người đam mê chế cháo thì trong số các bạn ấy ít nhất là đều sử dụng một cái bộ nguồn chỉnh áp. Và đây là cái bộ nguồn chỉnh áp mình rất là hay sử dụng. Đó là bộ nguồn RD6018. Nó có thể cung cấp cái dòng điện tối đa là 18A và điện áp tối đa là 60V. Mình sử dụng nó rất là nhiều trong cái quá trình sửa chữa của mình. Ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng nó để test một chiếc miếng tần mà mình mới sửa xong. Đó. Các bạn thấy là mình sử dụng nó để mình test những cái thiết bị như biến tần hay là sạc các kiểu, thì nó rất là tiện lợi vì nó có chức năng là chỉnh dòng cũng như là bảo vệ quá tải, chống chập, rất là an toàn. Mình sẽ khi mình cấp nguồn cho nó mà không may mà MOSFET nó bị lỗi thì nó sẽ không gây cháy nổ như là mình test với ắc quy. Tuy nhiên thì cái giải điện áp của cái con nguồn này nó chỉ là 60V thôi. Do đó là nếu như mình sử dụng những cái thiết bị mà có cái giải điện áp làm việc rộng hơn, ví dụ như là những con biến tần hòa lưới hoặc những con UPS, thì cái nguồn này sẽ không đáp ứng được. Chính vì cái lý do đấy nên là mình đã phải mua thêm một chiếc máy cấp nguồn mới có cái giải rộng hơn. Và trong video này chúng ta sẽ cùng so sánh thử xem là cái bộ nguồn RD6018 này nó có gì khác với lại cái bộ nguồn mới của mình nhé. Bắt đầu thôi. Đây chính là cái máy cấp nguồn mới của mình. Đó. Thì các bạn có thể thấy là cái khác biệt đầu tiên là cái bộ nguồn này nó rất là nặng. Với cái bộ nguồn 6018 này mình có thể dễ dàng mình cầm ở trên tay. Tuy nhiên cái bộ nguồn mới này thì không thể. Nó cực kỳ nặng này. Các bạn có thể thấy là cái bộ nguồn RD6018 này nó có cân nặng là 2,95kg. Cái cục nguồn này nó nặng đến 14,7kg, gần gấp 5 lần, rất là nặng. Các bạn có thể thấy là mặt trước của nó thì nó có hai cái đồng hồ, một cái là đo ampere, một cái là đo volt. Với cái giải điện áp có thể điều chỉnh là từ 0 đến 110V và từ 0 đến 3 ampere. Đây là công tắc nguồn. Đây là chiết áp để chỉnh dòng điện một vòng. Tuy nhiên cái chiết áp chỉnh điện áp thì nó lên đến 10 vòng. Với cái số lượng vòng quay lớn như thế thì nó sẽ chỉnh áp được mượt mà hơn vì cái giải điện áp của chúng ta nó rất là rộng. Đây là cái đầu để chúng ta đưa điện áp vào sử dụng. Cái chiết áp nhỏ này là để bảo vệ quá tải. Khi mà chúng ta chỉnh này quá tải thì nó sẽ ngắt. Các chiết áp nhỏ này để hiệu chỉnh cái đồng hồ kim này. Nếu như nó bị sai so với cái giá trị thực tế thì mình sẽ sử dụng cái chiết áp để chúng ta chỉnh lại. Ở mặt sau thì chúng ta có một cái quạt tản nhiệt cực kỳ lớn, cũng như là cái đầu nối điện áp vào và một vài cái chân nối chức năng mà mình vẫn chưa tìm hiểu. Số series này được dập nổi. Giờ mình sẽ tháo cái máy cấp nguồn này ra cho các bạn xem bên trong nó có những cái gì mà nó lại nặng kinh khủng như vậy. Wow. Đây là toàn bộ bên trong. Chắc các bạn biết vì sao nó nặng rồi đúng không? Ở giữa này chúng ta có một cái máy biến áp rất là lớn. Máy biến áp cách ly rất là lớn. Với nhiều cái mức đầu vào khác nhau, có thể trừ 100, 120 hoặc là 220 đều được nhé. Chúng ta có một cái miếng nhôm rất là lớn ở đây.
tại vì cái nguồn này nó là cái nguồn cấp tuyến tính, nên là cái nhiệt tỏa ra từ bốn con tran 2SD873 này rất là lớn. Vì vậy chúng ta sẽ phải có một cái miếng nhôm rất là dày với một cái quạt tản nhiệt được kết nối thẳng với nhôm như thế này thì nó mới giải nhiệt hết được cái nhôm này. Vì bản chất của cái nguồn tuyến tính là nó sẽ đốt cái điện áp dư thừa đi. Ví dụ là chúng ta 100V, ví dụ chúng ta 110V nhưng mà chúng ta chỉ lấy ra 30V chẳng hạn. Đấy thì là nó cái điện áp còn dư đấy, với cái dòng còn dư nó sẽ được đốt qua cái con tran này và nó sẽ giải nhiệt ra ngoài. Cái điện áp đầu ra 100V này nó sẽ được đi qua một chiếc cầu diode bắt cái miếng nhôm này, sau đó qua một cái cuộn lọc rất là lớn. Cái cuộn này nhìn như biến áp nhưng mà không phải nhá, nó là cái cuộn lọc bởi vì nó chỉ có hai đầu ra thôi. Đây, sau đó nó được đưa vào một cái tụ lọc nguồn. Cái tụ này là 160V, 3300 mi, nhìn rất là đẹp. Đây là cái mạch điều khiển của nó. Bởi vì cái thiết bị này nó rất là lâu năm rồi nên là mình cũng không thể nào mình tìm được cái sơ đồ, hỏng coi như là bỏ thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là bền. Đấy. Nó có rất là nhiều linh kiện ở trong này, với lại nhiều cái điểm test point nữa, mình cũng không hiểu. Thực sự là mình không hiểu cái nguồn này. Mình chỉ biết nó là nguồn tuyến tính thôi. Và những cái núm chỉnh này mình cũng không biết nó là cái gì luôn. Đấy, chịu chết. Thực sự là không biết luôn. Cái nguồn nó làm được rất là chỉn chu đấy các bạn thấy không? Người Nhật người ta làm rất là chỉn chu chắc chắn. Những cái bó dây là đều được bó lại này. Cái này là cái mạch đệm mà điều khiển cho con transistor này. Đây là cái con nguồn 110V 3A. Nó như thế này. Và cái này hỏng thì coi như là bỏ nhá, tại vì là không biết sửa. Nó sẽ khác rất là nhiều. Đây là cái nguồn RD này, rất là nhẹ. Đây, mình mình mới có mua thêm một cái RD6078 nữa. Mình đã tháo sẵn rồi cho các bạn xem. Đây là cái nguồn RD6018 này. Thì cả một cái cục này như thế này, nó sẽ tương đương với một cái khối như thế này. Đấy, rất là nhỏ. Thì cái nguồn này nó là cái nguồn book tật số. Các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có một con vi điều khiển ARM32F103RCT6. Đây là cái pin cho thời gian thực này, real time này. Cái sắc này là kết nối wifi này, cũng như là IC-ROM và IC quét lại thuật toán. Con này là IC giao tiếp với lại USB coi. Và chúng ta cũng có một cái màn hình 3.2 inch ở mặt trước. Thì con này nó sẽ xử lý điện áp và dòng điện và nó sẽ điều khiển qua cái giắc này. Đây là cái bo công suất này. Đấy. Thì các bạn thấy là bo công suất này, đây là cái điện, cái giắc này để đưa điện áp vào DC in, lọc qua cuộn dây này, đi qua con XL7015 này để tạo thành cái điện áp 12V để nuôi cho toàn khối hoạt động. Dơ le này sử dụng cho cái chế độ sạc, khi mà sạc đầy nó sẽ ngắt này. Con diode này là chống ngược này, chống ngược khi chúng ta cấp điện ngược ở bên ngoài vào nhé. Đấy. Và các bạn có thể thấy là cái mạch buộc xích buộc đồng bộ này có cái miếng nhôm nó bé hơn với cái miếng nhôm của cái mạch tuyến tính này rất là nhiều. Đấy. Thay vì cái này nó sử dụng một cái miếng nhôm rất là to, rất là dày và bốn con transistor công suất chỉ để xử lý cái dòng điện 3A thôi, thì ở đây nó sử dụng có hai con MOSFET HI3210, 120A và 100V, chỉ sử dụng hai con này thôi với cái tản nhiệt rất là bé.
sử dụng qua cuộn dây này, hút đồng bộ. Đấy. Nó rất là bé, các bạn nhìn thấy không? Rất là bé nhá. Đấy là khác biệt giữa cái công nghệ tuyến tính ngày xưa và cái công nghệ búc đồng bộ bây giờ. Rất là nhỏ gọn. Mình phải tháo sẵn này ra để cho các bạn xem. Thì tháo nó thì nó mất thời gian lắm. RD6018 mới. Mua 2 bộ nguồn này. Dùng cho nó đã. Rồi, mình sẽ test thử cái này cho bạn xem nhé. Nãy giờ chưa test. Ở đây mình có một cái bóng đèn 1000W 220V. Khi bật nguồn này, ngay lập tức là cái quạt gió là nó sẽ làm việc. Đấy, rất là mát ở đây. Mình sẽ chỉnh dòng nhé. Đây là chỉnh dòng này. Khi bạn chỉnh dòng thì các bạn sẽ không thể biết được là cái dòng của chúng ta là chỉnh là bao nhiêu. Đấy. Do đó chúng ta sẽ bấm cái nút này. Đó. Thì nó sẽ cho chúng ta biết là cái dòng của chúng ta đang chỉnh là bao nhiêu. Đấy. Bấm nút này. Thì đoạn vặn này. Nó sẽ nhìn được. Bấm nút này. Mình sẽ tăng dần điện áp lên nhé. Bóng đèn nó sáng này. Áp là 110 và dòng là 3A, 300W. Bóng đèn rất là sáng. Đó. Mình tắt bật tắt này. Bật này. Chạy rất là ok nha. Các bạn có muốn biết đâu là lý do chính để mình mua cái bộ nguồn này không? Đây chính là lý do này. Mình đang sửa một con APC 5kg với giải điện áp vào. Nó lên đến 16 bình 12V, hơn 200V. Và kể cả cái cục 110 thì cũng không thể cấp điện cho cái này hoạt động được. Mình sẽ phải sử dụng cả cục này và hai cục RD6018 mắc nối tiếp thì mới có thể đủ điện áp để mình kiểm tra và sửa cái con APC này. Con này là con APC 5kW. 5kW các bạn nhé. Nhưng mà nó rất là kinh khủng. Còn thiếu một cái nhôm tản nhiệt đây nữa, mình tháo ra rồi. 5 miếng nhôm tản nhiệt rất là to. Đây là nhôm tản nhiệt cho cầu diode này. Do là cái điện áp vào cao nên các bạn sẽ không thấy được cái biến áp, nâng áp của nó đâu được cả đâu. Mà nó sử dụng cái phương pháp là boost áp trực tiếp qua hai cái cuộn cảm rất là lớn này. Đây là hai cuộn lọc xin này. Mình quay qua cho các bạn xem. Rất là kinh khủng này. Đấy. Rất là nhiều rơ le đầu vào. Hai này là le của điện lưới ấy. Tụ lọc nguồn này. Đây là tụ lọc nguồn của 220V đầu vào, chỉnh lưu qua cầu diode nhé. Còn cái tụ này là cái hai cái tụ bớt chính, nó sẽ có điện áp 400V ở đây. Hai con tụ này là 2500mA và 450V DC. Hai tụ bớt rất là lớn. Đây chính là cái lý do mà mình phải mua cái bộ nguồn điện áp cao này để mình test.